Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong bản tin của ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị và các bạn thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Các bạn nhớ đừng bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh các bạn nhé. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi nội dung chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Lý do thực sự ngôi sao võ thật Thành Long không đóng phim ở Hollywood đó Thành Long là một nam diễn viên phim hành động nổi tiếng. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, ông còn là đạo diễn, nhà sản xuất, chỉ đạo phó thuật. Sau khi gây dựng tên tuổi tại quê hương, Thành Long là ngôi sao hoa ngữ hiếm hoi được Hollywood chào đón qua nhiều tác phẩm nổi bật như Giờ Cao Điểm, Trưa Thượng Hải, The Foreigner, Kẻ Ngoại Tộc. Trong bộ phim Sơ Cao Điểm, ngôi sao hành động đóng cặp cùng xanh hài Chris Tucker. Họ sắm vai bộ đôi mật vụ Lee Carter cùng nhau tìm kiếm cô con gái của Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Mỹ. Sự cứng nhắc của Lee và bản tính sốc nổi của anh chàng da màu liên tục đẩy họ vào tình huống sở khóc, sở cười. Doanh thu gần 250 triệu đô la của Rust Out khiến phim được làm tiếp hai phần vào các năm 2001 và 2007. Sau giờ cao điểm, Thành Long tiếp tục theo đuổi dòng phim hài hành động tại Hollywood với Trưa Thượng Hải. Trong phim, ông sắm vai một cấm vệ quân của nhà Thanh, chu du tới tận nước Mỹ để giải cứu công chúa bị bắt cóc. Bản đồng hành của nhân vật là một tay cướp thất thế do Owen Wilson thể hiện. Sự kết hợp của một cấm vệ quân phương Đông và một chàng cao bồi viễn Tây đã tạo ra vô số tình huống gây cười, cười hiệu quả cho khán giả. Và vào năm 2016, Thành Long đã nhận được một giải Oscar danh dự cho nhiều thập kỷ làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, giúp ông trở thành diễn viên châu Á đầu tiên giành được giải thưởng này. Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây, Thành Long hoàn toàn vắng mặt với các sản phẩm của Hollywood. Chuyến đi chơi Hollywood cuối cùng của ông là bộ phim kinh dị sản xuất năm 2017 có tên The Foreigner – Kẻ Ngoại Tộc. Trong phim Ngôi sao võ thuật châu Á vào vai một người cha mất đi con gái sau vụ khủng bố, đẫm máu, ông quyết tâm tìm ra bằng được danh tính kẻ thù ác. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với phim để quảng bá cho bộ phim mới nhất của mình là The Night of Shadows Between Jin and Jang, Thành Long đã giải thích lý do tại sao mình không xuất hiện trong các bộ phim Hollywood nữa. Thành Long nói, trong khi tập trung vào thị trường Trung Quốc thì ông vẫn chưa bao giờ rời khỏi Hoa Kỳ. Lý do ông không đóng phim của Hollywood nữa chỉ vì không thể tìm được kịch bản phù hợp. Sao Võ thuật cũng chia sẻ thêm rằng ông muốn đóng nhiều vai đa dạng hơn với các thể loại khác nhau, đó cũng là lý do tại sao ông phải mất 7 năm trước khi thực hiện The Foreigner kẻ ngoại tộc. Đối với Thành Long, ông luôn muốn đảm bảo khán giả nhìn thấy những khía cảnh khác nhau của mình, thấy Thành Long như một diễn viên có thể diễn xuất chứ không chỉ là một ngôi sao hành động. Tôi không muốn lặp lại chính mình, Thành Long kết lại. Thành Long sinh năm 1954 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Ông được mình danh là tượng đài võ thuật Trung Hoa. Thành Long gây chú ý qua các bộ phim Kẻ ngoại tộc, Giờ cao điểm, Rồng bất tử, Túy quyền, Câu chuyện cảnh sát. Thành Long được ghi danh tại đại lộ ngôi sao Hồng Kông và đại lộ danh vọng Hollywood. Đồng thời, cái tên Thành Long cũng được nhắc đến nhiều lần trong các bài hát, phim hoạt hình và trò chơi điện tử. Ngoài sự nghiệp điện ảnh, Thành Long còn là một ngôi sao của dòng nhạc Cantopop và Mandopop, phát hành được một số album và góp giọng trong những bài hát chủ đề của các phim có sự tham gia diễn xuất của ông. Vào năm 2008, ông đã trình diễn tại lễ bế mạc Thế vận hồi mùa hè 2008. Nam diễn viên hiện có cuộc hôn nhân kín tiếng với nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều. Lâm Phụng Kiều và Thành Long gặp nhau trong một bữa tiệc năm 1981, cả hai nhanh chóng kết hôn khi còn khá trẻ và có với nhau một người con trai tên là Phòng Tổ Danh.